đây là một điểm truyền giáo của giáo phận Bắc Ninh, thuộc về tiểu khu 1, thị trấn Nà Phạc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn. Vùng này thì có các sắc tộc, người Kinh cũng có, người Mông, người Tày, người Nùng, người Dao. Chủ nhật thì họ đến đây rồi họ ở rất là xa, có thể là 5 cây số, 10 cây số, có khi có những người 50 cây số, có những người 70 cây số họ đến đây để tìm hiểu Chúa. Thành ra khi họ về thì họ lại không có tiền để mà ăn đường. Chúng tôi phải nấu cơm cho họ ăn, để rồi ăn cơm xong rồi họ mới về được. Thành ra mỗi một lần như thế thì có khi hàng trăm người ăn cơm ở đây trong các ngày thứ bảy và chủ nhật. Hiện tại bây giờ là đang như vậy. Sở dĩ công việc xây dựng nhà thờ này đó là cách đây 5 năm thì đã dựng cái ngôi nhà lá này. Nhưng mà bây giờ dột nát hết và hỏng hết. Hiện tại bây giờ là mối nó ăn hết rồi, cũng không ai dám trèo lên, mà chỉ chùm cái bạt lên để tránh mưa thôi, nhưng mà cũng không được. Rồi thứ hai nữa là anh chị em người dân tộc đến đây, hiện nay lúc này có cả ngày cứ thứ bảy và chủ nhật là có hàng trăm anh chị em đến đây. Thành ra ngôi thánh đường này cũng không đủ chỗ để cho các anh chị em nữa. Cho nên là buộc phải xây dựng bắt đầu. Nhưng mà chúng tôi cũng chưa biết bắt đầu từ đâu, bởi vì dân ở đây thì rất nghèo. Mà những người biết Chúa, những người muốn theo Chúa thì có, đang học. Nhưng mà những người mà chính thức đã được rửa tội thì rất ít. Cho nên chúng tôi xin mời tất cả anh chị em ở các vùng xuôi hay là các nơi khác có thể tới đây để tham gia hoặc là thực tế hoặc là trải nghiệm công việc truyền giáo ở vùng này. Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban phúc ân tràn lan, tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Lúc ấy tôi mới được bổ nhiệm làm giám mục và chưa được phong chức giám mục. 同的姑娘可老，家我只黑，但是姑知道了我只黑。 Tôi đi thăm một số nơi các nơi có các linh mục và đi chào các cấp chính quyền. 姑母说说可，听姑母说说要哪去。 Hôm ấy tôi đến chào chính quyền, chào chủ tịch tỉnh của Bắc Cạn. 刘娜，刘娜，古多，然后都老，然后从巴干。và thú thật
lúc tôi ở đó tôi chưa có ý nghĩ gì, tôi đến tôi chưa có ý nghĩ gì về nhà Phật cả, dù trước đó tôi đã đến nhà Phật và biết nhà Phật rồi. Thảo cũng nhận đầu thì cú chim xá cho nhà Phật đi, thế đầu tiên cú tôi bao nhà Phật vấn đề là cú tôi chỉ xá cho nhà Phật. Nhưng mà khi ông chủ tịch tỉnh tặng tôi một bó hoa, địa sư thấu ở nọ nhớ hỏi được bác cả nếu mua đào chữ chữ khía y cho bà, thì bỗng dưng tôi nghĩ đến nà Phật, chê nư xá trò nà Phật. Và ngay sau khi rời khỏi chỗ ông chủ tịch tỉnh thì tôi đã cùng với một vài giáo dân và một một gia xứ lúc ấy đến để dâng bó hoa của ông chủ tịch tỉnh cho Đức Mẹ. Thầu cũng cho rồi bác cả chê thì cũng rõ được giúp lì thế chọn chèn tôi cho nà Phật mua từ chùa nọ cửa nhau hỗ trợ bất cả cho bà trầu niệm ma lia tại nhà của các gì dòng hiệp nhất ở ngoài ngay bên cạnh khu đất của chúng ta ở đây nhau hỗ cho Paul nhau hỗ lúc cùng hầu cùng xia để lúc chị với lời xin như lúc nãy cha đã nói, xin Đức Mẹ cho giáo dân nà Phật một ngôi nhà thờ cú thọ thì thọ niệm ma lia có bu trầu bê lưu nà Phật nó mỗi lưu chị tính đủ. Tại sao tôi nghĩ vậy? Tại vì tôi nghĩ đến lúc ấy tôi biết là có một số bà con giáo dân phải chạy từ ở Tà Lùng do chiến tranh chạy về đây mà không có trăm linh mục nào chăm sóc, cũng không có nhà thờ để hội họp. Tỷ ô lê trà, tỷ cú xá ở tìa mũi gió nành trè, nho bề và cao bàng nửa khía lộ khó no, chỉ mùa nành trái chùa, thế chỉ mùa chế tánh hở. Tôi nhớ đến Chúa Giêsu ngày xưa, Chúa nhìn đám đông dân chúng và Chúa trách lòng thương vì họ như đoàn chiên không có người chăm sóc. Cũng do cho hua tài Giêsu thảo gió nửa bỏ cho nành châu chông tuột gió nửa mua xia khú lây vì chỉ mua ít đồng nành cho lỡ. Vì thế tôi với cái vai trò của tôi là giám mục, tôi nghĩ đến những đoàn chiên ở ngay chỗ nà Phật này là đúng là những người như đoàn chiên bơ vơ không có người chăm sóc. Cú do trước kia cú do cho biết dọn chạy nhau nạp phạt no rong ô lê y tù nhùa bông da chỉ mua từ chứ. Tôi nhớ hôm ấy tôi cùng với mấy người đó, trong đó có một cha đã quỳ xuống dưới đất trước một tượng Đức Mẹ rất bé trên một cái bàn hết sức là thô sơ. Tôi đặt bó hoa và đọc 10 kinh kính mừng để xin Đức Mẹ cái ơn ấy. Cú cho hai tia nung tờ mua ít được chữ liền cho cú thea bê thò cho hậu á đợi ít tù lọ niệm ma lia mềm mề có bê thò niệm ma lia lưu tiền chuyển tờ. Cũng phải thành thật là sau đó thì thỉnh thoảng thì mới nhớ lại, có khi cũng quên mất. Hai trâu này tia thì thò cũng cho cho thea thì thò cú tư nó cá lờ. Nhưng mà hình như Đức Mẹ thì không quên. Địa chỉ niệm ma lia thì nhìn chỉ nó cá lì. Vì thế mà chỉ chừng tôi không nhớ chính xác nhưng mà mấy năm sau thì có cha tỉnh tình nguyện về nà Phật. Hoàn toàn tôi không có đề nghị cha về nà Phật, cha tình nguyện đi về nà Phật ạ. Cú xin cho là địa chỉ ở bên trong tỏ ca một sự lệ tình nữ dành dành tuần nà Phật. Thế ít lâu sau thì cha làm được một cái ngôi nhà nhà thờ như thế này có trước mặt chúng ta đây. Lo ở bên trong tỏ ca sự lệ nữ ở lại lưu chế tính tu đã biết không mua bỏ nó. Tôi cảm ơn Đức Mẹ nhiều lắm vì Đức Mẹ đã cho một ngôi nhà thờ như thế này để bà con giáo dân có thể tụ họp rồi các cha có thể dâng lễ để cầu nguyện. Cú ơn niệm mát lia chồng tàu vì niệm mát lia bú y lưu chế nó cho bế dọn chành khó nó sư cổng thiết tánh tù và thả sinh tù. Nhưng mà với thời gian thì ngôi nhà thờ này có lẽ cũng không có đẹp lắm, trước nó như thế kia nhìn vào thế kia. Và tôi nghĩ đó, nếu mà ngôi nhà thờ này mà chụp lên mà đưa lên trên thế giới thì người ta cũng chạy lòng thương chúng ta. Địa sĩ phải lưu trí tính tu nữ khóc khóc la do này bỏ lên nó thì phải muốn thay đua thì lỡ bỏ thì lỡ vô khủ lành bê. Vì thế thì các cha đã nghĩ đến và sau khi đã suy nghĩ cầu nguyện thì các cha đã quyết định là sẽ xin phép của chính quyền để xây dựng một ngôi nhà thờ mới. Ô lê cho dư bì thiê lê sư sáu xe thế á thó ở thì thó cho nọ chư cho chạy ô lưu chế chia.